Nổi bật trong số 4 diễn giả là ngôi sao trong giới khoa học công nghệ toàn cầu John Nosta, nhà tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu, thuộc danh sách 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong công nghệ sức khỏe 2019 do Global Data bình chọn. Ông John Nosta cho rằng y tế cộng đồng trước đây không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào quá lớn, nhưng đột nhiên COVID-19 xảy ra và đó là bước ngoặt. Sự tiến hóa và phát triển của công nghệ sẽ không xảy ra từ từ. Chúng ta sẽ cần những sự kiện quan trọng, thậm chí là thảm họa để làm đòn bẩy. Tôi tin rằng việc tìm kiếm thông tin về sức khỏe và bản thân sẽ trở nên phổ biến và trở thành một vấn đề mới. Song điều chúng ta chứng kiến sẽ là sự thay đổi từ chủ động sang thụ động. Những thông tin thụ động như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ hay mức độ căng thẳng sẽ được thu thập từ mọi thứ xung quanh. Những yếu tố thụ động đó sẽ giúp sức khỏe trở thành một phần cuộc sống. Đây sẽ là dữ liệu đầu vào cho công nghệ mới trong y tế. Đó là trí thông minh tăng cường. Một tên tuổi nổi bật khác là giáo sư Mark Jacobson, Đại học Stanford, Mỹ, với công nhận 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới đến chính sách khí hậu năm 2022. Theo ông, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo hoàn toàn tại Việt Nam vào năm 2050 ra sao ạ? Việt Nam vào năm 2050 phải chi 748 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nếu sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch, và con số này chỉ là 99 tỷ đô la Mỹ nếu dùng năng lượng tái tạo, từ đó tiết kiệm nhiều cho xã hội. Chưa kể tài nguyên gió, mặt trời của các bạn là rất lớn. Tôi tin vào tương lai chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam. Buổi diễn thuyết truyền cảm hứng này cũng là nơi các trí tuệ khoa học lỗi lạc có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới bàn luận và tìm giải pháp cho các vấn đề mà nhân loại đều quan tâm, như giáo dục và nghiên cứu trong thời đại số, sự chuyển đổi ngành chăn nuôi hướng tới phát thải ròng bằng không. Những nhà khoa học kiệt xuất nhất thế giới sẽ quy tụ tại Việt Nam để cùng vinh danh những đột phá về khoa học công nghệ, giúp phát triển bền vững đời sống của hàng triệu người trong và sau đại dịch COVID-19. Giải thưởng VinFuture lần thứ 2 với chủ đề Hồi sinh và tái thiết. Truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022 trên kênh VTV1. Trực tuyến trên ứng dụng VTV Go, VTV News và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.